Mặt trời buông xuống dưới anh hoàng hôn, chỉ còn mình ta thương thư hình dung thăm căn bụi trốn. Giọt lệ năm nhi rất khi người đi, lòng này hoang vu không ai hiểu thấu cho kẻ tình si. Ly rượu cay nồng say rót cho vơi đây, vừa tình đôi ta sau này cuồn quay chỉ mong dài bay. Như làng mây trên trời cao cứ thế bay bay, vì ngày vu quý em theo người ta đắm say tình hồn. Trên sông xưa còn ai hoài ngóng về bóng mình, thềm cưới pháo hoa ngày vu quý người cùng chiêng quay sinh. Chỉ cần nhắm em một lần thôi người má hồng thoát ngàn, đến hôm nay chẳng có gì để luyến lưu em cũng thấy vỡ người ta. Vậy để chúng em bên tình làng cùng ái ân gối đầu, hẹn nước xưa chôn vào tim để mình anh nhói đau. Một sớm mai mong bình yên sẽ ghé thăm chốn này, tránh ông trời sao đành đón nhân tâm chỉ đôi môi tình duyên. Chất lượng âm thanh quá hay đúng không? Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đại, model là Sharp SX503. Dàn này lỗi CD, chức năng MD hoạt động ok. Và phía sau của âm ly có ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây, mình cắm hai đầu bông sen ga sắt 3.5. Và có ngõ optical dùng giải mã DC kết nối Max TV qua tín hiệu quang, giải mã 24 bit không cần đĩa mồi. Công suất của âm ly là 48W, công suất lo là 80W trên cặp lo. FM của dàn là 108 bắc full đài Việt Nam. Mình cắm anten vào đây để nghe radio AM FM. Đây là góc cạnh phía sau của lo. Lo rất là to nha. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung máy thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình. Hoặc các bác lấy điện 100V từ ổ mát ra sử dụng cho bộ dàn này đều ok. Kích thước của dàn này như sau. Chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 70cm. Chiều ngang tương đối khá lớn do âm ly nó là đầu nằm nha. Riêng cái âm ly này chiều ngang là 35cm rồi. Bát của lo là 12cm, trep đơm. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác cây sắt để mình cắm vào điện thoại, TV, máy tính. Nếu mình không lấy cái rắc này thì em sẽ tặng cho mình một đĩa MD chép nhạc theo yêu cầu. Nãy giờ em đã test nhạc trẻ qua chức năng optical giải mã, thì tiếp theo đây em sẽ test nhạc vàng qua chức năng đĩa MD. MD là đĩa của Nhật, có thể xóa và chép nhạc thoải mái trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo cầu. Các bác thích bài hát nào, tên ca sĩ nào thì cứ liên hệ danh sách vào Zalo, nhân viên bên em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa nha. Đây là học chứa đĩa MD. Mình bỏ đĩa thì theo hướng mũi tên nha. Đây, trên đĩa thì có mũi tên như vậy. Mình sẽ trút xuống. Đó, mình đẩy nhẹ thôi thì tự nó nuốt đĩa vào. Mình nhấn lay ở vị trí này. Dàn này chất lượng âm thanh rất hay nha. Các bác mua cách xứng đáng đồng tiền. Bát trép đầy đủ cho mình nghe nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok. Người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên xe.
tình duyên.